Phóng thành công vệ tinh Nano Dragon Make in Việt Nam. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. 7 giờ 55 phút 16 giây ngày 9 tháng 11 giờ Việt Nam, vệ tinh Nano Dragon cùng với 8 vệ tinh khác đã chính thức được tên lửa Epsilon số 5 mang vào quỹ đạo. Vào đầu giờ sáng nay, tên lửa Epsilon số 5 mang theo vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã được phóng lên từ bãi phóng Uchinoura, đảo Kyushu, Nhật Bản. Nano Dragon là vệ tinh Made in Việt Nam. Đây là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu chế tạo. Nano Dragon là sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ của VNSC nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2021. Trước Nano Dragon, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chế tạo thành công hai vệ tinh khác là Pico Dragon trọng lượng 1 kg phóng vào năm 2013 và Mico Dragon trọng lượng 50 kg phóng vào năm 2019. Sau khi được đưa ra ngoài không gian bởi tên lửa đẩy Epsilon số 5, theo dự kiến đến giữa giờ sáng nay, vệ tinh Nano Dragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy. Hào hứng trước kết quả này, ông Vũ Hồng Nam, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết bản thân cảm thấy rất là vui và phấn khởi với thành tích phóng vệ tinh lần thứ 3 của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Trên bầu trời sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao Nano Dragon, ngôi sao Việt Nam do VNSC xây dựng lên. Ngôi sao đó sẽ chiếu sáng trên bầu trời Việt Nam. Đó là hình ảnh của tương lai của nền vũ trụ công nghiệp Việt Nam, đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ. Vệ tinh Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Sau khi ra ngoài không gian, vệ tinh Nano Dragon dự kiến sẽ hoạt động tại quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km.